Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy điện thoại mẹ con của Panasonic với mã là cái TGF320. Với sản phẩm cái TGF320 này thì bạn sẽ có một cái máy điện thoại chính là máy mẹ và máy con đây. Máy con này sẽ giao tiếp không dây với máy điện thoại chính này. Khi mà có cuộc gọi đến thì bạn có thể nhấc để nghe bằng cái máy chính này hoặc bằng máy con cũng được. Đấy, có hai phương. Thì trên bộ sản phẩm Panasonic này thì chúng ta sẽ có một máy chính bao gồm máy chính có tai nghe và máy con tay cầm không dây. Khu vực đằng sau là khu vực lắp pin. Đấy. Pin. Chân đế. Sạc cho máy chính và sạc cho chân đế của máy con, pin để lắp vào máy con, dây kết nối từ ổ âm tường và sách hướng dẫn sử dụng kèm theo. Trên máy chính đây thì cũng là chúng ta có mặt trước là các phím chức năng. Đấy. Trên tay cầm tay con cũng có các phím chức năng để gọi, trả lời cuộc gọi và gọi đi. Các bạn lưu ý là đối với sản phẩm Panasonic thì hiện nay trên thị trường cũng khá là nhiều hàng giả, hàng nhái. Thì các bạn lưu ý là bất kỳ sản phẩm Panasonic chính hãng nào, khi bạn lật mặt dưới của sản phẩm lên thì chúng ta sẽ có cái tem ICT giống như thế này, tức là biểu thị là hàng chính hãng, còn hàng không chính hãng sẽ không có. Ngoài ra với hàng chính hãng Panasonic thì có đầy đủ các thông tin của sản phẩm, ví dụ như là modem, xuất xứ, đây xuất xứ từ Malaysia, đấy, và những thông tin cần thiết đi theo mã vạch của sản phẩm. Mặt dưới đây sẽ là chân cắm jack cắm nguồn 5,5V, jack line cắm tín hiệu đầu vào, chân đế. Về độ bền của sản phẩm thì Panasonic hiện tại là đang là đứng hàng đầu hiện nay về các sản phẩm điện thoại viễn thông cũng như là dành cho hệ thống tổng đài điện thoại. Trên đây là giới thiệu về cái điện thoại, bộ điện thoại máy mẹ máy con của Panasonic. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như là về giải pháp, xin mời các bạn truy cập website phocongnghe.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline là 0988 803 283 để được mua với giá tốt nhất. Ngoài ra video cũng được đăng tải lên YouTube. Các bạn vui lòng nhấn đăng ký theo dõi kênh để xem được những video về giới thiệu cũng như hướng dẫn sản phẩm tốt nhất của chúng tôi ở đây. Xin chân thành cảm ơn.